Chào mừng anh chị đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Trong clip ngày hôm nay thì Ecomart xin tiếp tục giới thiệu đến anh chị 5 cái mẫu tủ lạnh bán chạy nhất trong thời gian vừa rồi, với cái trong cái khoảng giá là dưới 20 triệu. Nó là 5 cái mẫu tủ lạnh của Aqua, sẽ có các mẫu 4 cánh hoặc là các mẫu side by side 2 cánh dọc dài. Thì anh chị nào mà có ưng mẫu nào hoặc là cần tư vấn thêm về mẫu nào thì anh chị cứ để lại bình luận. Bên em sẽ có nhân viên liên hệ và tư vấn hỗ trợ nhà mình. Ecomart cũng rất mong là nhận được sự ủng hộ của anh chị bằng cách là ấn theo dõi kênh của siêu thị điện máy Ecomart. Để bên em sẽ cập nhật được nhiều hơn các cái video mới nhất, các sản phẩm cũng như các cái chương trình khuyến mại để gửi đến anh chị. Về 5 cái sản phẩm tủ lạnh side by side hoặc dòng 4 cánh này thì em sẽ đi chi tiết từng cái model một để anh chị có thể xem và nắm rõ hơn. Trước tiên sẽ có cái model AQR IG V525 MGB. Thì đây là một cái mẫu tủ lạnh 4 cánh mặt gương, có tính năng lấy nước ngoài và có dung tích là 516 lít, là dung tích tủ, và dung tích thực sử dụng là 456 lít với đầy đủ tính năng là inverter tiết kiệm điện, diệt khuẩn, khử mùi và có chuông báo động khi mà anh chị mở cửa tủ quá 1 phút, rất là tiện lợi. Đây là dòng 4 cánh này, thiết kế mặt gương màu đen. Đây là ô lấy nước của tủ và bảng điều khiển thì phía bên ngoài cánh tủ như thế này, rất là tiện. Em sẽ đi vào bên trong nội thất của tủ. Với cái dòng 4 cánh này, mẫu đen này, thì cái ngăn mát sẽ là ở trên và ngăn đông sẽ là ở dưới. Đây là nội thất bên trong của tủ. Ngăn mát này sẽ có hai cái khay kính cường lực này để anh chị có thể để đồ, các hộp thực phẩm và đèn led. Đây là đèn led phía bên trên ngăn mát, rất là tiện lợi. Và ngoài các cái khay thì sẽ có các cái hộp chứa để đựng rau củ quả, các cái hộp kín, hai hộp riêng biệt, dùng rất là tiện lợi, nó sẽ giúp rau củ không bị táp, không bị khô. Và phía dưới sẽ là ngăn đông. Ngăn đông thì sẽ là hai ngăn riêng biệt và cũng đều có các cái hộp kín. Sẽ có riêng một cái khay để đựng đá, làm đá viên để sử dụng trực tiếp, nó sẽ không bị lẫn mùi thực phẩm. Cái ưu điểm của các cái dòng tủ 4 cánh này là các cái ngăn đông thì sẽ có các hộp riêng biệt, khi anh chị để các cái loại thực phẩm khác nhau thì nó sẽ không bị lẫn mùi. Và các cái cánh của ngăn mát thì đều có các khay phụ để anh chị có thể để các cái chai nước hoặc là các cái đồ nhỏ. Và phía bên cánh tủ bên tay phải thì sẽ có thêm một cái hộp nước để phục vụ cho cái tính năng là lấy nước ngoài, lấy nước mát mà không cần phải mở cửa tủ, rất là tiện lợi, cực kỳ là dễ sử dụng. Với cái mẫu này thì hiện tại tại siêu thị điện máy Ecomart đang bán với một cái mức giá rất là tốt, chỉ khoảng hơn 19 triệu một chút thôi thì anh chị đã có thể sở hữu được cái mẫu này rồi. 4 cánh có tính năng lấy nước ngoài của Aqua, giá chỉ khoảng hơn 19 triệu. Tiếp đến là cái mẫu IG525 AMGB, thì với cái tính năng tương tự, chỉ khác một chút là dòng này thì không có cái lấy nước ngoài thôi, và bảng điều khiển cũng là bảng điều khiển bên ngoài cánh tủ như thế này. Và hiện tại giá của nó đang rất là tốt, chỉ có khoảng hơn 16 triệu. Đây là phía bên trên ngăn mát và phía dưới ngăn đông. Thiết kế thì cũng giống như cái mẫu IG525W mà em đã giới thiệu trong đoạn video trước đó. Đây là nội thất của tủ. Mẫu này thì sẽ không có tính năng lấy nước ngoài và giá thì đang rẻ hơn khoảng 3 triệu so với cái mẫu có tính năng lấy nước ngoài. Đây cũng là dòng có inverter tiết kiệm điện, cũng sẽ có chuông báo mở cửa và có chế độ diệt khuẩn khử mùi. Chỉ khác là không có tính năng lấy nước ngoài thôi. Tiếp đến là ba cái mẫu tủ lạnh dòng hai cánh dọc dài side by side là AQR IG696FS. Mẫu này thì cũng sẽ không có tính năng lấy nước ngoài, mà cái thiết kế của nó thiết kế hai cánh mở dọc dài từ trên xuống dưới như thế này, và bảng điều khiển sẽ là bảng điều khiển phía bên ngoài cánh tủ. Và cái mẫu này thì giá hiện tại đang bán cũng chỉ khoảng hơn 19 triệu một chút thôi.
cũng đầy đủ tính năng và có thêm cả cái chức năng ngăn ngừa nấm mốc. Đây là phía bên trong của tủ. Phía bên phải sẽ là ngăn mát, phía bên trái sẽ là ngăn đông. Ngăn mát thì diện tích sẽ lớn hơn một chút. Và cả hai ngăn thì đều có các hộp riêng biệt để chứa thực phẩm, các hộp kín và các khay, rất là tiện lợi. Cả ngăn đông và ngăn mát đều có đèn led để chiếu sáng khi mà anh chị mở tủ để lấy thực phẩm. Và cánh tủ thì đều có ngăn phụ. Mẫu này đang bán khoảng hơn 19 triệu một chút, khoảng 19 triệu 300. Tiếp đến là hai dòng 541XA và 480XA. Thì đây là hai mẫu tủ lạnh về thiết kế kiểu dáng thì gần giống như nhau. Và mặt của tủ thì sẽ là mặt thép không gỉ, không phải là mặt kính như các cái mẫu vừa rồi. Trước tiên là sẽ là cái mẫu AQR S541XA với cái dung tích thực sử dụng là 540 lít, 541 lít. Cũng là dòng inverter tiết kiệm điện, có kháng khuẩn, khử mùi. Là dòng side by side, hai cánh dọc dài, bảng điều khiển phía bên ngoài cánh tủ. Với cái mẫu này thì hiện tại tại Ecomart đang bán ở mức giá khoảng hơn 15 triệu một chút thôi. Thì anh chị đã có thể sở hữu được tủ này rồi. Đây là model. Em sẽ đi vào phía bên trong. Phía bên trong cánh tủ thì thiết kế dòng side by side dọc dài này. Thường là bên phải sẽ là ngăn mát và bên trái sẽ là ngăn đông. Và ngăn mát sẽ rộng hơn ngăn đông. Cũng có các khay và các hộp chứa riêng biệt, cực kỳ là tiện lợi. Cả hai ngăn đều có đèn led chiếu sáng và rất là tiện trong cái việc mà anh chị lấy thực phẩm. Khi mà trời tối thì nó sẽ có đèn led ở đây, nó sẽ chiếu sáng cả cái hai ngăn đông và ngăn mát rồi. Đấy, và các cái cánh cửa của cái dòng tủ này thì nó cũng đều có các cái khay phụ để anh chị để các cái chai lọ hoặc là nước lạnh, hoặc là các cái hộp thực phẩm nhỏ để rất là tiện. Và ngăn đông, ngăn mát đều có các cái hộp chứa thực phẩm riêng biệt. Hai cánh này thì dạng dọc dài side by side này, cảm giác là tủ nó rất là chắc chắn. Đó. Và bảng điều khiển sẽ là bảng điều khiển phía bên ngoài cánh tủ, rất là tiện lợi trong cái việc cài đặt, sử dụng, rất là dễ, không cần phải mở tủ. Tiếp đến là sang cái mẫu 480XA. Dung tích nó nhỏ hơn một chút thôi, nó chỉ là 480 lít. Nó giống như cái mẫu 541. Thì mẫu 541 giá thì khoảng tầm hơn 15 triệu. Còn sang cái mẫu 480XA thì giá khoảng tầm xấp xỉ 14 triệu thôi. Đấy, anh chị đã có thể sở hữu được rồi. Khác một chút về bảng điều khiển thì sẽ bên cánh tủ. Còn dòng 541 thì sẽ là bảng điều khiển ở giữa. Còn nội thất bên trong thì giống nhau. Con này dung tích là 480 lít. Giá bán khoảng hơn 13 triệu. Đây là nội thất phía bên trong. Ngoài các cái mẫu tủ này ra thì bên em cũng đang có rất là nhiều các cái mẫu tủ khác, thì em sẽ cập nhật trong các cái video sau. Rất mong là nhận được sự ủng hộ của anh chị bằng cách ấn theo dõi kênh của siêu thị điện máy Ecomart, để bên em sẽ cập nhật được nhiều hơn các cái video mới cũng như các cái chương trình khuyến mại. Cảm ơn anh chị.